Bác sĩ Nga ký giấy xác nhận tâm lý cho phi công để ăn tiền, tin từ Irkutsk, Nga. Đúng vào ngày chiếc phi cơ của hãng hàng không Germanwings bị rơi vì hành động cố ý của phi công phụ người Đức, một bác sĩ Nga bị cáo buộc về tội nhận tiền hối lộ để cấp chứng nhận tình trạng sức khỏe tâm thần giả mạo cho phi công và người điều khiển các chuyến bay tại một phi trường ở Siberia. Bác sĩ tâm lý Olga Zobina, 54 tuổi, làm việc tại phi trường Irkutsk hôm 24 tháng 3, bị coi là có tội và bị phạt khoảng 5.700 Mỹ Kim vì công tố viên tìm thấy chứng cứ trong băng video ghi lại cảnh bà này nhận tiền hối lộ của các phi công. Các công tố viên nói rằng bà Zobina đã nhận tiền trong tháng 12 năm 2013 và tháng Giêng năm 2014 để ký giấy xác nhận tình trạng tâm lý mà không hề làm bất kỳ một cuộc kiểm tra y tế nào cho 12 phi công và nhân viên kiểm soát các chuyến bay. Các công tố viên Nga nói rằng Zobina gây nguy hiểm cho sự an toàn hàng không và hành động của bà này làm ảnh hưởng đến 12 hãng hàng không. Người đại diện Ủy ban điều tra nói rằng tình hình an ninh của ngành vận chuyển hiện nay không chỉ dựa vào các kỹ thuật viên sửa chữa phi cơ hoặc cung cấp nhiên liệu, mà còn liên quan đến sức khỏe và điều kiện làm việc của phi hành đoàn, gồm phi công chính và phi công phụ, vì họ cũng là con người với nhiều điều rắc rối và lo lắng riêng tư. Theo Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Thế giới, thì nước Nga và các nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết cũ có nhiều kỷ lục xấu về độ an toàn hàng không. Tỷ lệ nguy hiểm đối với hành khách đi trên phi cơ của hãng hàng không Nga cao gấp 4 lần tỷ lệ của thế giới, theo thống kê của các nhà phân tích tai nạn hàng không quốc tế.